Vâng, và xin chào các bác quay trở lại với kênh YouTube của Bò Rio. Ngày hôm nay thì quay trở lại kênh nhà em với một cái rất là nhiều năm em bán đi server cho các bác, thì với sản lượng thì server nhà em bán khá là nhiều ở thị trường. Hôm nay thì với cái thế mạnh đó thì em tiếp tục gửi tới các bác một cái mẫu sản phẩm mới nữa của hãng Đền Ông. Đối đây là một sản phẩm trong phân khúc trung cấp các bác nhá, với mức đầu tư vừa phải và vẫn đáp ứng được tất cả các nhu cầu nhạc số của các bác. Ở trong thời điểm hiện tại bây giờ thì cái xu hướng nhạc số nó đã phát triển rất là nhanh rồi và gần như là đã phủ sóng khắp mọi nơi với nhu cầu nhạc số. Ngày hôm nay thì kênh nhà em sẽ gửi tới các bác một cái chiếc Omni của hãng Đền Ông, một thương hiệu có hơn 100 năm kinh nghiệm trong sản xuất thiết bị nghe nhạc, xem phim. Đó là Omni Đền Ông 1600H AVR 1600H các bác nhé. Đây là sản phẩm mới tinh 100% với khả năng chơi là 7.2 với rất nhiều công nghệ hay cho các bác. Đầu tiên các bác có thể thấy là gì? Đây là một cái âm đi mới tinh, sẽ có những cái kết nối như sau. Một là chúng ta sẽ có khả năng chơi được Bluetooth này, có khả năng chơi được Optical rồi HDMI và USB, và đặc biệt USB nó nhận ổ cứng cho nhạc DSD các bác nhé. Ở đây em đang cắm ổ cứng lên tới là 1T, đánh rất là tốt luôn. Đấy. Và vô vàn công nghệ và ngay sau đây em sẽ giới thiệu. Đầu tiên là gì? Đây là một con âm đi 7.2 sẽ có một cái hiệu suất mạch là 7 kênh các bạn nhé, 7 kênh, và công suất mỗi một kênh là 145W các bạn, 145W một kênh ở trở kháng 4 ohm, và trở kháng 6 ohm thì nó sẽ khoảng tầm hơn 100 kênh, 120W đấy. Tiếp đến là gì? Nó có một cái công nghệ là app Hios các bạn nhé, app Hios ở đây để các bác có thể sử dụng cái app này trên các cái hệ sinh thái của Đền Ông và Mazang. Sau này đây thì Đền Ông và Mazang đã sử dụng chung một về chung một công ty và dùng chung một cái hệ sinh thái là hệ sinh thái Helios, có nghĩa là hệ sinh thái dùng chung một cái Helios, dùng chung một cái app để điều khiển tất cả mọi thứ trên app đó, và Helios là một cái app được xây riêng vào tất cả các thiết bị. Sau này các bác mua mà có cái hệ sinh thái Helios này thì các bác có thể điều khiển một cái app và điều khiển cho tất cả các thiết bị thông minh trong nhà, với xu thế nhà thông minh bây giờ càng ngày càng phát triển các bác nhé. Và đặc biệt là gì? Con này có công nghệ AirPlay 2. AirPlay 2 là công nghệ phát triển mới đây năm 2020, cho các bác có thể kết nối một điện thoại phát ra nhiều thiết bị nghe nhạc với AirPlay, và đường truyền AirPlay là đường truyền có tín hiệu tốt nhất các bác nhé. Trong những đường truyền không dây thì AirPlay là đường truyền có tín hiệu tốt nhất. Đặc biệt là gì? Ở 7.2 và trang bị công nghệ Dolby Atmos. Một thiết bị nghe nhạc xem phim như này thì chúng ta luôn luôn quan tâm tới khả năng chơi Atmos của nó. Với những loa trần, những cái thiết bị loa trần, hai loa trần các bác sẽ đáp phòng khoảng tầm 25-30 mét vuông, mà xem phim thì em nghĩ là con này đánh rất là hoàn hảo luôn, với khả năng chơi DTS:X và DTS vân vân, với khả năng điều khiển tất cả là trên app cũng hết cũng được đấy, và có Bluetooth con này chuẩn aptX luôn cho các bác, để các bác có thể kết nối từ điện thoại sang và đường truyền nhạc số chất lượng cao qua những thiết bị nghe nhạc như Spotify hay là Tidal hay là Deezer vân vân đó. Và nó vẫn trang bị cho chúng ta một màn hình hiển thị LCD ở phía trước đây để các bác có thể nhìn được các bài hát, rồi những cái thông số đầu vào để các bác có thể chọn lựa được những cái thông số đầu vào hay bài hát để lựa chọn bài hát phát rất là dễ. Ở phía trước chúng ta sẽ có hai cổng kết nối nhỏ nữa, một là cổng phone để các bác có thể nghe tai phone, hay như một con headam để các bác nghe tai phone, và một cổng setup mic để các bác căn được, chỉnh được cái tiếng mic trong phòng, những cái tiếng mà âm thanh trong phòng để chúng ta căn cho nó chuẩn nhất đấy. Đó là về phía trước của con Đền Ông AVR 1600H các bác nhá. Và bây giờ sẽ quay, sẽ rút ổ cứng ra và quay cho các bác xem phía sau của nó. Ở đây thì sẽ là phía sau của thiết bị. Đây là một thiết bị có công suất khá là lớn so với lại mặt bằng chung của Omni, do đó là gì? Cái đế tản nhiệt của hãng họ làm cũng khá là lớn, hầu như là AVR tất cả các cái đế tản nhiệt đều làm rất là lớn các bác nhá. Đây thì các bác chờ một chút em sẽ sắp xếp lại dây và quay cho các bác xem ở phía sau luôn. Đây, các bác chờ một chút em sẽ đảo lại dây để các bác có thể nhìn cho dễ hơn. Rồi. Đây là toàn bộ những cái ở phía sau của thiết bị các bác nhé. Các bác sẽ chờ để em kết nối xong và em sẽ review tiếp cho các bác ở mặt sau của thiết bị. Đối với phiên bản Đền Ông AVR 1600H thì hãng có vẫn trang bị những cái dây bắt anten Wi-Fi và Bluetooth như thế này, liền mạch liền thân.
Tuy nhiên là đối với sản phẩm này thì sẽ sử dụng luôn cái bản này, nó sẽ liền luôn và sẽ có hai cái chấu để đỡ cái cục wifi bluetooth, nó sẽ bắt qua một cái dâu như thế này. Ở bên trái sang các bác nhìn nhá, chúng ta sẽ có những đường kết nối, như là chúng ta sẽ có cái kết nối đĩa than phono này, một cái cọc đấu mát cho âm ly, đây là cái cọc đấu mát các bác nhá. Cọc này thì chúng ta sẽ dùng thường xuyên để các bác có thể đối mát cho âm ly. Và đặc biệt là gì, sẽ có những cái kết nối nữa mà gần như dùng thường xuyên, một là cổng subwoofer 7.2, các bác có thể đánh một loa sub hoặc là hai loa sub cũng được, hoặc là các bác có thể sử dụng những cổng optical để nối smart TV. Đây có hai cổng optical cho các bác nối TV, các bác nối đầu CL sát cũng được, rất là nhiều cổng kết nối cho chúng ta. Ở phía bên này sẽ là những cổng như là cổng monitor, cổng video, rồi cổng audio in, đấy, như cổng media player. Cổng này các bác có thể cắm thiết bị bên ngoài như đầu, thậm chí là đầu CD vân vân, đầu xem phim, rất là nhiều thiết bị vào. Và đặc biệt là gì, con này trang bị cho chúng ta khả năng chơi 4K các bác nhá, tức là những video như ở chế độ Full HD thì nó có thể scale up lên 4K. Và đặc biệt các bác dùng cho em dây HDMI 2.3, nếu mà các bác dây HDMI 2.0 thì nó sẽ không nhận màn hình đâu. Do đó chúng ta nếu mà chơi cái này, các bác cắm dây HDMI buộc phải mua cho em dây HDMI 2.3 các bác nhá. Nãy em các bác cắm vào dây HDMI mà nó thấp đời hơn thì nó sẽ không thể đủ khả năng tải dữ liệu lên qua cổng monitor ERC. 1600H vẫn trang bị cái cổng ERC các bác nhé. Đây là cổng nâng cấp cho tốc độ đường truyền cực kỳ cao, và đó chính là điều chúng ta cần, trang bị một dây HDMI 2.3 đấy ạ, để chúng ta có thể tải được cái dung lượng thông tin lớn lên TV, hình ảnh lớn. Nôm na là gì, các bác có thể kết nối một cái đầu xem phim, đầu đun ấy, xem phim như các bác xem ở rạp ấy, kết nối qua cái phía bên này, qua đường DVD hay đường Blu-ray này, vân vân, Blu-ray vân vân, và lấy tín hiệu out ra qua đường ARC. ERC này công nghệ HDR để chiếu lên TV cho hình ảnh 4K, và nó có thể scale up được chất lượng hình ảnh từ Full HD lên 4K. Đó, tóm lại bên này sẽ là đầu vào, bên này sẽ là đầu ra các bác nhá, rất là dễ hình dung thôi. Tiếp đến chúng ta sẽ có những anten AM và FM để các bác nghe đài Việt Nam, nghe full 108MHz luôn, và 7 kênh phía bên dưới này, bao gồm 2 kênh front để nghe nhạc, center, lời thoại và những kênh hiệu ứng như surround và surround back. Đó, và tiếp đến sẽ có những cái kết nối, con này sẽ là điện 230V, sản phẩm dùng chung với thị trường châu Âu và được lắp ráp tại Việt Nam các bác nhé. Một sản phẩm được do người Việt Nam lắp ráp, các bác ủng hộ những sản phẩm do người Việt Nam sản xuất ra. Thực tế thì Đền Đông nó là một thương hiệu của Nhật Bản, tuy nhiên là nhà máy đã được chuyển về Việt Nam. Bây giờ có rất nhiều nhà máy như Đền Đông, Mahjong, rồi JBL, rồi Hartmann Garden, iPod vân vân, rất là nhiều sản phẩm đã được chuyển về Việt Nam lắp ráp. Do đó là gì, sẽ được nhập khẩu linh kiện từ nước ngoài về và lắp ráp tại Việt Nam. Do đó là các bác hoàn toàn yên tâm, những bác nào là fan của sản phẩm của người Việt Nam lắp thì các bác hãy ủng hộ những sản phẩm như thế này. Ok, và đó là toàn bộ những cái gì mà em vừa mới giới thiệu cho các bác về chiếc Đền Đông AVR 1600H. Hàng là hàng mới tinh 100% các bác nhá, bảo hành 1 năm chính hãng với mức giá niêm yết là 14 triệu. Tuy nhiên là tại shop em sẽ bán cho các bác giá là mức giá vô cùng tốt là 12.500.000 và hỗ trợ bao ship toàn quốc cho các bác, bảo hành toàn quốc, các bác bảo hành ở Sài Gòn hay Hà Nội đều được, thậm chí là Đà Nẵng cũng được các bác nhá. Ok, đó là những chiếc âm ly với một cái cực kỳ nhiều tính năng, với hơn 10 triệu chúng ta đã có thể khai thác được rất là nhiều tính năng hay rồi. Có một thiết bị giải trí, nghe nhạc, xem phim, đầy đủ các tính năng công nghệ cao, như là tổng kết qua một chút cho các bác là chúng ta có thể kết nối được, một là Bluetooth này, hai là AirPlay, ba là USB nhận ổ cứng này, bốn là hỗ trợ ERC những phần mềm 4K này, năm là chúng ta chơi được 7 kênh, 7.2 kênh, và chúng ta có tha hồ phối ghép với một cái trở kháng biến thiên từ 4 đến 16 ohm các bác nhá. 4 đến 16 ohm là trở kháng biến thiên rất tốt cho các bác có thể phối ghép dễ. Ngày xưa thì âm ly người ta hay cố định về trở kháng, do đó là khi ghép những đường loa này nó rất khó ghép, bởi vì trở kháng nó cố định nó sẽ tạo ra cái âm thanh không mong muốn, nhưng sau này khi công nghệ phát triển lên thì họ tạo ra những âm ly có trở kháng biến thiên, do đó là loa nào ghép cũng được, chỉ cần công suất phù hợp là chúng ta ghép đánh vô tư các bác nhá, rất là dễ dùng. Ok, đó toàn bộ những gì về Đền Âm 1600H, thì lát nữa thì em sẽ có phần 2, em sẽ quay test cho các bác những cái combo phối ghép của Đền Âm 1600H để các bác có thể hình dung rõ hơn về chất âm, cũng như là hình dung cách sử dụng nó dễ dàng hơn. Còn bác nào mà muốn quan tâm đặt mua hàng thì có thể liên hệ với số 0964801493 để các bác mua hàng các bác nhá, hoặc là các bác truy cập vào fanpage Bầm Audio, hoặc là website Bầm Audio, hoặc là số Zalo, tất cả mọi thông tin của nhà em đều có rõ ràng thông tin địa chỉ trên đó. Chúng ta chỉ cần kết nối là có thể, chỉ cần alo cho em thì có thể các bác sẽ được tư vấn được luôn các bác nhá. Ok, và cái video em sẽ quay lại cho các bác xem ở mặt trước, còn cái video
để các bác hình dung rõ hơn. Và cái phần giới thiệu của em về cái chiếc Denon AVR 1600H, một sản phẩm chính hãng với phân khúc giá chỉ hơn 10 triệu cho các bác, hoàn toàn một thiết kế cực kỳ đẹp và sang trọng, hai nữa toàn bộ là bản màu đen các nhá. Đã được xin phép dừng lại tại đây, và bác nào quan tâm đặt mua hàng thì hãy liên hệ sớm để rất là mong các bác sẽ ủng hộ em cũng như là tất cả các bác yêu âm thanh trên toàn quốc, để em có thể kết nối và cũng như là chia sẻ từ các bác những cái sản phẩm tốt nhất, sản phẩm mới nhất, chính hãng, và đặc biệt là giá cả và phục vụ các bác được nhiều những cái tính năng hay nhất các bác nhé. Vâng, và xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo, và cảm ơn các bác đã ủng hộ em, cho em xin một cái nút đăng ký kênh ở phía bên dưới các bác nhé, để chúng ta có thể kết nối với nhau nhiều hơn. Vâng, và xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.